Anh chào em. Em chào anh. Thì như đã trao đổi thì hôm nay em muốn đến để tham khảo một số máy, dòng máy Ion kiềm bên mình. Thì anh giới thiệu cho em cái dòng máy bán chạy nhất bên mình. Rồi ok em, anh mời em ngồi trên này nhé. Vâng. Đầu tiên anh sẽ mời em uống thử nước từ máy lọc nước của Biontech. Vâng. Thế trước khi mà tìm hiểu dòng sản phẩm này thì em đã tìm hiểu các dòng sản phẩm khác trên thị trường chưa? Thì em cũng tới một số hãng để tìm hiểu, nhưng mà hôm nay em cũng muốn đến đây trực tiếp để tìm hiểu về dòng máy bên mình. Ok, anh mời em uống thử xem là vâng, cảm nhận thế nào. Em thấy nó khá thanh mát anh ạ. Khác với nước bình thường em hay uống. Cũng dễ uống đúng không? Dạ vâng. Thì thực ra là đây là dòng sản phẩm mà bán chạy nhất của bên Biontech ở Việt Nam. Đấy, thì nó sẽ có những cái điểm khác biệt so với các sản phẩm khác trên thị trường. Không biết là em đã tìm hiểu thì em đã biết được những cái tiêu chí để lựa chọn một sản phẩm máy lọc nước Ion kiềm cao cấp chưa? Thì em cũng tìm hiểu qua qua thôi. Cũng chưa rõ thì đến hôm nay đến đây thì cũng nhờ anh tư vấn kỹ hơn về dòng sản phẩm mình ấy. Rồi, ok, thì trên thị trường nó có rất là nhiều dòng sản phẩm ấy. Nên là thực ra để mà khách hàng lựa chọn được một sản phẩm chuẩn thì rất là khó. Thì anh cũng tư vấn cho em về một số những tiêu chí để em có thể lựa chọn được sản phẩm tốt nhất. Đấy, thì đầu tiên là gì ạ? Những sản phẩm máy lọc nước Ion kiềm là sản phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe của mình ấy. Nên là mình cũng phải quan tâm đến những cái chứng nhận, chứng chỉ. Vì thông qua những cái đơn vị, những cái tổ chức có uy tín thì người ta sẽ kiểm tra rất là kỹ về dòng sản phẩm. Đấy, thì đặc biệt là các dòng sản phẩm của Biontech thì đều có một cái chứng nhận rất là cao cấp, đó chứng nhận của FDA Hoa Kỳ. Đó, thì đây là cái chứng nhận của Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ nó cấp cho sản phẩm này. Và hiện nay đây là sản phẩm duy nhất trên thị trường được cấp chứng nhận là thiết bị y tế tinh loại 1. Nên là em hoàn toàn yên tâm khi sử dụng sản phẩm của Biontech. Và đặc biệt trong các cái sản phẩm Biontech thì dòng sản phẩm đây em đang nhìn thấy đây là sản phẩm chính là sản phẩm bán chạy nhất. Đấy, thì nó có cái điểm gì hơn khác biệt so với sản phẩm khác trên thị trường, cũng như là tại sao nó là sản phẩm bán chạy nhất. Đấy, thì đầu tiên em có thể nhìn qua thì em thấy rằng thiết kế của nó thế nào? Em thấy kiểu cũng đơn giản rồi cũng thanh lịch ý anh. Trông nó rất là hiện đại đúng không? Rất hiện đại, thiết kế trước mặt kính. Và em thấy là các phím bấm của nó này đều là phím cảm ứng. Và em có thể dễ dàng sử dụng các bức nước có những cái chỉ số pH ở đây ghi rõ ràng trên cái phím bấm này. Em có thể chọn có 7 mức nước ở đây nhé. Em có thể chọn mức nước là trung tính này, mức nước điện giải kiềm 7.5 này, kiềm 8.5, 9.5, 10 chấm. Hoặc là em có thể sử dụng là pH 5.5 hoặc là pH 3.5 ở đây. Đó. Thì anh có thể nói rõ thêm cho em về các mức mình chọn này thì nó sẽ được dùng cho việc gì? Với các mức nước này thì mình sẽ có rất nhiều ứng dụng để sử dụng trong gia đình nhé. Đối với các mức nước pH từ 7.5 đến 9.5 thì em có thể sử dụng như là để dùng để uống. Đặc biệt là mức 7.5 có thể cho trẻ nhỏ này, hoặc là mình có thể là uống lúc mà mới làm quen với cái nước kiềm. Đấy, mức 8.5 có thể sử dụng hàng ngày. Và mức 9.5 mình cũng có thể uống hàng ngày được, trong trường hợp là mình hay thường xuyên phải tiếp khách rượu bia này, hay là mình stress căng thẳng thì mình sẽ dùng mức 9.5 hàng ngày để trung hòa những axit dư thừa. Đấy, mức 9.5 thì em cũng có thể dùng để nấu cơm rất là ngon. Đó, và đặc biệt là chúng ta sẽ có mức 10 chấm này là mức nước pH cao để em có thể ngâm rau củ quả, loại bỏ những cái độc tố, những cái phân bón thuốc trừ sâu ở trong cái rau củ quả đấy. Đối với mức trung tính này thì em có thể dùng để sử dụng để uống thuốc tây. Đó. Và với mức cái nước nước mà pH 5.5 thì em có thể dùng thay nước hoa hồng cho việc làm đẹp da, rất là tiện ích, đấy, có thể là giúp xinh đẹp hơn đúng không? Mức nước 3.5 này thì em có thể dùng để sát khuẩn ở những vết thương hở, hoặc để súc miệng, hoặc là mình có thể là nhỏ mắt khi mà mình bị đau mắt đỏ chẳng hạn. Đấy, sát khuẩn rất là hiệu quả em nhé. Thì với những cái mức nước rất là tiện ích như này thì em có thể là sử dụng rất là tiện lợi bằng cách chỉ dùng bực phím bấm này thôi đúng không? Nó tiện lợi rất là nhiều. Nên tại sao mà rất nhiều khách hàng lại ưa thích cái sản phẩm này? Đặc biệt là nó có mức nước hoa hồng 5.5 này, không phải máy nào cũng có đâu. Nó rất là tiện khi mà sử dụng làm đẹp. Đấy, các chị em rất là thích. Đó. Ở trên cái mặt trước này thì em có thấy là đây có một cái màn hình nó hiển thị đầy đủ tất cả những cái thông số ở trên này. Mình có thể dễ dàng quan sát. Đây này cho em xem. Đấy. Ở trên này nó hiển tượng mức pH đây này. Đấy, mức pH đúng không? Các mức pH khác nhau. Đấy. Và khi em bật lên ví dụ như mức axit không uống được thì nó sẽ có tiếng nhạc để em nghe được cảnh báo rằng đây là mức nước không uống được. Ở trên này nó sẽ có hiển thị kể cả cái áp lực nước này, rồi thì cái lưu lượng mà lõi đã sử dụng. Đấy, nó sẽ cảnh báo khi mà lõi hết thì nó sẽ có báo lõi trên này, rất là tiện ích. Thì khi mà mình dùng hết cái thời gian cần thay lõi thì máy nó cũng sẽ báo luôn. Và đây là một cái tính năng rất đặc biệt của cái máy này. Anh sẽ nói thêm luôn về cái lõi của sản phẩm này trước tiên. Đấy, thì đang nói chuyện lõi đúng không? Thì sản phẩm của chúng ta sẽ sử dụng lõi là một trong số khá là ít những sản phẩm thị trường sử dụng lõi có màng lọc.
Như các sản phẩm khác mà em tìm hiểu thì rất nhiều hãng họ sẽ không có màng lọc, và không có màng lọc thì đồng nghĩa là nó sẽ không tạo ra được nước tinh để sử dụng, mà nó chỉ là lọc thô thôi, và nó không phù hợp với nguồn nước ở Việt Nam. Đấy, còn sản phẩm của chúng ta sẽ sử dụng là có màng lọc để phù hợp với nước Việt Nam. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai là trên sản phẩm cái lõi này nó cũng rất đặc biệt là nó sẽ có gắn chip. Đấy, chip thì tác dụng gì? Một là tác dụng là báo thời gian thay lõi như em vừa thấy. Thứ hai là gì ạ? Nó báo thời gian thay lõi trong cả cái chip này nữa, tức là khi mà cái lõi này nó hết thời gian sử dụng ấy thì nó không thể tái sử dụng lại được. Nó tránh cái việc là gì ạ? Là những cái đơn vị mà làm gian dối họ sẽ lắp lõi cũ thì không thể lắp được, bởi vì trên lõi nó đã báo hết rồi. Đấy, và nó kết hợp với việc là nó sẽ chống hàng giả. Đấy, em không phải lo lắng là trên thị trường có những cái lõi giả nó sẽ lắp vào đây thì nó sẽ máy sẽ báo lỗi và nó không cho hoạt động. Đó là sự đặc biệt của cái sản phẩm này. Đó là lý do tại sao nó được FDA công nhận là như vậy. Sau đây thì chuyên viên của anh sẽ làm cho em xem những thí nghiệm về nước tốt của sản phẩm này. Hôm nay mình sẽ cùng với tất cả các bạn chúng ta cùng nhau tìm hiểu về một loại nước tốt hơn so với nước Aero, và tạm thời ở đây em xin phép được gọi là nước tốt, đúng không ạ? Thì với nước tốt, nó sẽ có 4 đặc tính mà nước thông thường không có. Đặc tính đầu tiên đó là giàu vi khoáng. Thứ hai, có chất chống oxy hóa mạnh. Thứ ba, nước mang tính kiềm. Và thứ tư, nó có cấu trúc phân tử nước nhỏ. Sau đây mình xin phép cùng với tất cả các bạn chúng ta cùng nhau tìm hiểu về 4 đặc tính này của nước tốt các bạn nhé. Làm thế nào để các bạn có thể kiểm tra được nguồn nước nhà mình nó có hydrogen hay không? Thì rất đơn giản, các bạn chỉ cần sử dụng những dụng cụ kiểm tra hydrogen. Và ngày hôm nay mình xin phép sử dụng đó là một bút đo hydrogen. Và cách sử dụng bút này rất là đơn giản, đó là chúng ta sẽ cắm đầu bút này vào hai cốc nước. Và ở đây mình đã chuẩn bị sẵn hai cốc nước, một cốc đó là cốc nước tốt, và thứ hai đó là một cốc nước được lọc qua máy lọc nước Aero thông thường. Đầu tiên mình sẽ kiểm tra cốc nước có chứa nước được lọc từ máy Aero thông thường hoặc nước đóng chai đóng bình mà nhà các bạn đã sử dụng, chính là cốc nước này. Thì các bạn cùng nhìn xem ạ. Ở trên màn hình đây các bạn thấy số ở trên nó vẫn là số 0, tức là cốc nước này không có hydrogen. Tiếp theo mình sẽ cùng kiểm tra cốc nước tốt. Đây, và khi mình cắm vào thì ngay lập tức các bạn đã thấy là các chỉ số ở trên nó đã bắt đầu chạy rồi, đúng không? Nó chạy đến hơn 720, 730 và còn tiếp tục tăng cao hơn nữa. Và điều này chứng tỏ cốc nước tốt là một loại nước rất giàu hydrogen. Vậy thì tiếp theo cũng là làm thế nào để chúng ta có thể biết được đó là loại nước này nó có cấu trúc phân tử nước nhỏ hay không? Thì rất đơn giản, chính nhờ đặc tính cấu trúc phân tử nước nhỏ mà nước tốt nó sẽ có một cái khả năng làm được một cái điều mà các loại nước thông thường nó không làm được, đó chính là nước tốt có khả năng pha trà bằng nước nguội. Thì ngày hôm nay em đã chuẩn bị sẵn ở đây đó là hai gói trà túi lọc giống nhau. Và sau đây thì em sẽ bóc hai gói trà túi lọc này ra. Đây, bóc hai gói trà túi lọc này ra, đúng không? Và sau đây thì em sẽ nhúng hai cốc nước này. Nhúng hai cốc này. Và sau đó thì nhấc lên đặt xuống khoảng từ 5 đến 7 lần. 1, 2, 3, 4, 5 lần. Như vậy là chỉ sau khoảng tầm 5 lần nhúng thì tất cả các chị đã thấy là gì ạ? Với cốc nước tốt thì nó đậm màu sắc cổ trà hơn rất nhiều so với cốc nước thông thường. Chính nhờ cấu trúc phân tử nước nhỏ mà nước tốt nó sẽ thẩm thấu đi vào các cái thớ trà và nó lấy ra cái màu sắc và hương vị của trà nó nhanh hơn so với nước cốc nước thông thường. Và đây chính là một cái thí nghiệm để minh họa nước tốt nó có cấu trúc phân tử nước nhỏ. Tiếp theo mình sẽ cùng với tất cả các bạn chúng ta cùng nhau tìm hiểu về một đặc tính vô cùng quan trọng của nước tốt. Đó là nước tốt là loại nước có tính kiềm. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn 4 loại nước thông thường mà khách hàng chúng ta vẫn thường xuyên sử dụng. Đầu tiên đó chính là nước máy. Thứ hai đó là nước lọc qua máy lọc nước Aero thông thường. Thứ ba là nước ngọt có ga. Và thứ tư đó là một cốc nước tốt. Và để kiểm tra được các loại nước này nó có tính kiềm hay tính axit thì rất đơn giản thôi. Mình sẽ sử dụng một cái dụng cụ đó là lọ thuốc thử pH. Cái thuốc thử pH này nó giống như quỳ tím hóa học. Và sau khi mình nhỏ một lượng bằng nhau thuốc thử pH vào trong 4 cái cốc nước này thì màu sắc ở trong cốc nước nó sẽ biến đổi theo đúng như giải màu pH mà các anh chị thấy ở đây. Tức là nếu mà nước nó chuyển sang màu vàng và màu đỏ, tức là nước nó mang tính axit, chuyển sang màu xanh lá cây, tức là nước nó mang tính trung tính, và chuyển sang màu xanh thẫm hoặc là màu tím, tức là nước nó sẽ mang tính kiềm. Và sau đây mình sẽ nhỏ vào mỗi một cốc này một lượng thuốc thử pH bằng nhau khoảng tầm 4 giọt. 1, 2, 3, 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 4 giọt. Và sau đây mình sẽ khuấy lên để chúng ta nhìn cho nó rõ hơn. Rồi, và so với giải màu pH thì tất cả các bạn đã thấy ngay đó là với cốc nước máy nó có màu xanh lá cây
tức là nước máy ở đây mang tính trung tính. Thứ hai, đó là cốc nước được lọc qua máy lọc nước RO thông thường. Nó có màu vàng, tức là nó mang tính axit. Thì đây chính là một trong hai cái điểm trừ của công nghệ lọc nước RO. Thứ ba, đó là nước ngọt có ga. Nó có màu đỏ, tức là tính axit của nó rất cao. Độ pH của nó chỉ vào khoảng tầm 3 cho đến 3.5 thôi. Và cuối cùng, duy nhất ở đây cốc nước tốt, nó có màu tím, tức là loại nước duy nhất mang tính kiềm. À, với hai cơ thể mà bị dư axit giống như nhau, thì cái nước tốt nó có sự khác biệt gì so với cái việc là chúng ta vẫn uống một loại nước lọc qua máy RO thông thường? Thì sau đây mình sẽ làm một cái mô phỏng nhanh nữa để dùng cùng với tất cả các bạn chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Và chúng ta sẽ sử dụng đó là cái cốc nước thông thường này, sẽ đổ thành hai cốc bằng nhau. Đây, chúng ta sẽ đổ thành hai cốc bằng nhau. Rồi. Và hai cốc nước này đang mô phỏng tình trạng dư axit của hai cơ thể giống như nhau. Với một cốc nước thông thường, chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng nước được lọc qua máy lọc nước RO. Và chúng ta sẽ mô phỏng một việc là chúng ta đổ cái nước được lọc qua máy lọc nước RO thông thường vào. Thì như vậy các bạn thấy là cái màu sắc ở trong cốc nước nó vẫn là tông màu vàng, tức là cơ thể vẫn đang trong tình trạng bị dư axit. Nhưng với cốc nước còn lại, chúng ta chuyển sang sử dụng nước tốt. Thì ngay lập tức các bạn đã thấy là nó đã chuyển sang màu xanh thẫm và dần dần nó đã chuyển sang màu tím. Tức là với cơ thể này, chúng ta đã hoàn toàn thoát khỏi tình trạng dư axit bằng một việc vô cùng đơn giản, đó là thay đổi nguồn nước sử dụng hàng ngày. Như vậy chỉ bằng một việc vô cùng đơn giản, đó là chúng ta thay đổi nguồn nước uống hàng ngày từ việc sử dụng nước lọc qua máy RO thông thường sang sử dụng nước tốt, đã giúp chúng ta cân bằng được cái độ pH ở trong cơ thể như thế này. Và khi độ pH được cân bằng sẽ giúp cho chúng ta tránh được toàn bộ những căn bệnh do dư axit gây nên, trong đó có căn bệnh loãng xương, có bệnh gút, có bệnh dạ dày, trào ngược, và đặc biệt đó là chúng ta tránh được căn bệnh ung thư do dư axit. Và đây chính là cái tác dụng tuyệt vời của nước tốt đối với sức khỏe. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Một cái điều rất là quan trọng nữa khi mà em mua sản phẩm máy lọc ion kiềm, em cần phải chú ý đó chính là cái công nghệ sục rửa của nó. Bởi vì bản cực là cái yếu tố rất quan trọng để tạo ra nước điện giải ion kiềm. Thế nhưng nếu như mà cái bản cực sử dụng một thời gian nó sẽ bị đóng cặn ở trên đấy, do là cái nhược điểm của cái công nghệ điện giải này. Thế thì cái công nghệ sục rửa nó sẽ giúp cho cái bản cực nó được sạch và nó giữ được cái khả năng điện giải tốt nhất. Đấy, thì sản phẩm của chúng ta, của Biontech, nó sẽ được sử dụng cái công nghệ sục rửa sóng âm đa chiều em nhé. Công nghệ sục rửa sóng đa chiều thì cái công nghệ này nó sẽ giúp gì, đánh loại những cái đánh bà tan những cái cặn ở trên bản cực, nó sẽ giúp cho bản cực sử dụng bền hơn, nên là trong quá trình sử dụng em có thể sử dụng lâu dài mà không lo vấn đề là vệ sinh bản cực. Còn các cái dòng sản phẩm khác thị trường em có thể tìm hiểu các cái công nghệ sục rửa của nó thì đa phần nó sử dụng công nghệ sục rửa thủ công hoặc là công nghệ sục rửa tự động đảo chiều thôi. Đấy, còn công nghệ của sản phẩm Biontech nó sẽ sử dụng công nghệ tự động đảo chiều kết hợp với sóng đa chiều rất là tốt đó. Sản phẩm này ấy, thì nó sẽ có 7 bản cực nguyên tấm viền khối. Với cái lượng bản cực như này thì nó đủ để tạo ra được các cái mức nước tốt. Và cái độ hydrogen của nó tạo lên có thể lên đến khoảng 1.500. Đấy, thì đây là một cái mức hydrogen rất là tốt để mình sử dụng cho sức khỏe. Thì đó là cái yếu tố thứ 3 đúng không ạ, về sản phẩm này nó tạo nên sự khác biệt. Và về cái sản phẩm này thì nó, tại sao nó là sản phẩm bán chạy? Với tất cả những cái ưu điểm đấy nhưng nó lại ở một cái mức giá rất là dễ tiếp cận. Nó chỉ có mức giá là 59 triệu thôi. Thế nên là đây sẽ là một sản phẩm mà rất nhiều người ưa thích sử dụng, với đầy đủ những cái tính năng tiện ích mà lại rất là dễ để có thể là mua. Đó. Thì đợt này em muốn mua sản phẩm để làm gì? Đợt này thì em muốn mua để tặng cho mẹ em ạ. À, tuyệt vời, đúng là người con có hiếu. Trẻ như vậy mà đã kiếm được tiền để mua sản phẩm máy tạo nước pi như thế này là một cái thành công rất là tuyệt vời. Và đặc biệt là trong cái đợt này anh thấy là đang gần đợt vũ lan báo hiếu đúng không? Nên là mua sản phẩm này để tặng bố mẹ, để bảo vệ sức khỏe cho gia đình thì là một món quà hết sức là ý nghĩa. Và anh tin chắc rằng với cái sản phẩm Biontech này thì rất là một sản phẩm mà rất được ưa chuộng, và bản thân bố mẹ sử dụng cũng sẽ rất hài lòng với sản phẩm này. Với tất cả những bước nước này sẽ giúp cho chúng ta có thể là bảo vệ sức khỏe này, ngăn ngừa những axit dư thừa, đặc biệt là với những người già ấy, thì khi mà những người có tuổi ấy, thì người ta bắt đầu là dư axit rất là nhiều, cộng với việc là cơ thể bắt đầu bị lão hóa thì khả năng chống oxy hóa của nó rất là tốt. Nó sẽ giúp ngăn ngừa những gốc tự do gây những cái bệnh mãn tính ở tuổi già rất hiệu quả. Đấy, thế nên là sản phẩm này sử dụng cho những người lớn tuổi thì rất là tốt, và chắc chắn là đây sẽ món quà vô cùng ý nghĩa. Và anh hy vọng là với những cái chia sẻ của anh về sản phẩm, review sản phẩm này, thì em sẽ có một cái lựa chọn tốt nhất để mình có món quà ý nghĩa nhất sử dụng cho gia đình. Dạ vâng, cảm ơn anh. Thì sau khi anh chia sẻ thì em nghĩ em cũng phải sắm ngay một chiếc cho mẹ và sắm thêm một chiếc cho gia đình em ạ. Rồi, cảm ơn em đã đến tìm hiểu sản phẩm của Diếu Nước ngày hôm nay. Chúc em có một lựa chọn tốt nhất và có sức khỏe để có tiếp tục để lao động và làm việc.
Dạ vâng, cảm ơn anh.